Xin chào các bạn Trong bài học hôm nay Gà Excel hướng dẫn các bạn 6 lý do khiến công thức Excel không hoạt động Đây là nội dung của bài học ngày hôm nay Ở đây mình đã để lý do từ thứ nhất đến thứ sáu Các bạn chú ý Mình sẽ để cái link tải file thực hành Trong phần mô tả phía dưới video Tốt nhất là các bạn tải về Các bạn vừa theo dõi và thực hành cùng mình Đầu tiên mình sẽ đi vào lý do thứ nhất Là mình sẽ định dạng cell ở dạng text ở đây giả sử mình có doanh thu của 12 tháng Bây giờ các bạn cần tính tổng doanh thu nhé Thì các bạn sẽ bằng gì ạ? Bằng hàm xăm Đấy, hoặc phím tắt là các bạn ấn an cộng dấu bằng nhé Mình sẽ chọn cái vùng mình cần tính tổng đó Các bạn đóng hoặc đơn lại Đấy, các bạn enter đó. Thì sau khi các bạn enter ấy, thì các bạn thấy công thức của các bạn không hoạt động Tại vì sao ạ? Tại vì cái công thức này của mình ấy, mình đang để gì ạ? Mình đang để định dạng nó là tích cho nên là gì cái ô này nó sẽ không trả kết quả các bạn có đánh cái gì vào đây nó cũng trả về cái nội dung là tích đó các bạn có thể đánh là gì bằng hàm gì cũng vậy nhé các bạn bằng cái hàm gì cũng được thì nó đều đều trả về cái công thức này Đó. nó không trả về số vậy thì làm sao để gì ạ đây phím tắt là các bạn có thể ấn an bằng nhé Đó. thì vậy thì làm sao để gì cái công thức này nó trở về đúng tức là khi mình gõ xong mình enter thì nó sẽ tính tổng Đó. thì các bạn phải đổi cái định dạng của cái ô mà các bạn cần thực hiện sang dạng zero uh, hoặc dạng number nhé Đó. thì các bạn không để dạng text là được Đấy, thì ở đây nó đang là diện nó đang là dạng tách cho nên cái công thức này nó không hoạt động đó cho nên bây giờ mình sẽ đổi sang ví dụ mình đổi sang zero đi sau đó các bạn vào đây các bạn enter lại nhá đó các bạn thấy chưa thì lúc này nó sẽ mới ra kết quả Đấy, tổng ở đây là diện một nghìn sang lý do thứ hai là cái kết quả khác với công thức thì ở đây giả sử các bạn có danh sách 4 nhân viên nhá từ gái xe 1 đến gái xe 4 đây là doanh thu của từng nhân viên đó. bây giờ mình cần tính tổng doanh thu đúng không các bạn sẽ ấn an bằng nhá hoặc các bạn dùng hàm xăm thôi đúng không các bạn enter đó. thì lúc này các bạn tính tổng của bốn bạn này nó ra 10 là đúng đúng không giả sử mình thay đổi cái ông gái xe 3 đang từ một đồng mình đổi thành 3 đồng ấy, thì doanh thu nó phải 12 đúng không? Đấy các bạn enter. Đấy các bạn thấy chưa? Cái kết quả này nó không thay đổi nó vẫn là 10. Đấy ví dụ ở đây mình đổi thành 6 đồng chẳng hạn. Đấy thì kết quả nó vẫn không thay đổi. Thì tại sao lại như vậy? Tại sao công thức này nó không tự cập nhật? Nó tại vì là gì ạ? À, mình đang để cái chế độ công thức nó sang dạng manual. Tức là các bạn phải vào lại này, các bạn enter lại thì nó mới cập nhật đúng không? Thì vậy làm sao để khắc phục là gì ạ? Tại sao khi mình thay đổi công thức ấy, nó phải tự động nó phải thay đổi theo tức là nó tự động cập nhật đúng không thì các bạn làm như sau nhé các bạn vào formula này các bạn vào cái calculation option nhé Đấy, các bạn sẽ đổi sang cái chế độ là automatic đó, thì ban đầu nó đang để chế độ manual đúng không các bạn phải tích vào cái automatic đó. đấy thì các bạn kiểm tra lại này đấy automatic có chữ v đây rồi tức là mình đang để tự động rồi đúng không bây giờ các bạn đổi cái này thành một nhé các bạn enter này đấy các bạn thấy chưa nó sẽ tự cập nhật đó, cái này đổi thành ba chẳng hạn đấy nó sẽ là 10 đó. thì như vậy nó sẽ tự động cập nhật kết quả khi mà mình đổi cái này từ manual sang automatic thì mình khuyên các bạn là tốt nhất cái này các bạn để chế độ là automatic nhé sang cái lý do thứ ba là các bạn đóng cái dấu ngoặc kép cho số thì ở đây giả sử mình vẫn là có danh sách là bốn nhân viên này đây là doanh thu bây giả sử mình sẽ thưởng 50 đồng nếu như mà gì ạ nếu như nhân viên nào có doanh thu lớn hơn 400 còn lại thì còn lại thì mình sẽ thưởng 20 đồng đúng không thì ở đây các bạn phải dùng hàm điều kiện ít đúng không bằng này ít này nếu như mà diện cái doanh thu mà gì mà lớn hơn 400 phải thì các bạn trả về 50 đồng đúng không thì một số trường hợp mà các bạn trả về các bạn để mở ngoặc kép các bạn ghi là 50 các bạn đóng ngoặc kép lại ngược lại là 20 đồng đúng không các bạn lại mở ngoặc kép ra các bạn ghi là 20 các bạn đóng ngoặc kép lại các bạn đóng đơn lại thì nếu như công thức này tức là diện những cái kiểu số này nhá các bạn lại để trong đóng mở ngoặc kép như thế này thì nó sẽ không tốt bây giờ ví dụ các bạn enter này thì lúc đầu nó vẫn ra là 50 đúng không các bạn kéo xuống đây đó. Thì bây giờ nếu như mà tính tổng thì các bạn sẽ bằng này, sum này, sum của bốn cái ông này đúng không? các bạn đóng ngoặc lại, các bạn enter nó sẽ bằng không này. Đó. Thì tại sao nó lại bằng không? Tại vì sao? Tại vì những cái ô này nó không phải là số mà nó là tách bởi vì sao ạ các bạn trả về cái kết quả của nó trong mở ngoặc kép đóng ngoặc kép cho nên gì ạ cho nên đây bản chất nó gọi là nó là tách chứ không phải là số đó bây giờ để kết quả đúng ấy thì khi mà các bạn trả về cửa số các bạn không để trong đóng màu một kép nữa đúng không thì như vậy cái công thức của mình ở đây đúng ý, thì nó phải là gì ạ nó phải bỏ cái đóng màu một kép này cho cái giá trị số này nhé đó các bạn enter này đó các bạn kéo xuống đây đó, thì như vậy lúc này thì tổng nó mới đúng là 140 đúng không đó thì đấy là cái cái nội dung thứ ba sang cái lý do thứ tư là các bạn dùng cái dấu can trôn cộng với cả cái gì ạ cộng với cả cái dấu ngã đấy nhá đây ví dụ mình mình có cái công thức này đi đây ví dụ mình copy công thức này sang căn nhân c mình sang cái thủ thuật thứ tư ví dụ mình can nhân v ở đây thì giả sử như thế này nhưng mà diện các bạn sẽ ấn cái dấu căn chôn cộng dấu ngã cái dấu ngã nó gần số 1 nhá đó thì lúc này là diện lúc này tất cả các công thức nó không phải là cái dạng kết quả nữa mà tất cả nó sẽ để ở cái dạng công thức hết đúng không đây các bạn cái dấu ngã nó ở đây nhá mình sẽ chỉ mình sẽ chỉ cho các bạn đây vào này đấy cái dấu ngã đây này đó thì các bạn các bạn uh, giữ cái phím ctrl và cả cái cái dấu ngã này nó gần số một đây này đó thì nó sẽ hiện lên lại cái công thức như thế này đúng không? đó thì bây giờ các bạn gõ cái công thức gì nó cũng ra như thế thôi, nó vẫn là cái dạng công thức nguyên thôi. Đây, các bạn đóng hoặc lại, các bạn enter thì nó vẫn cứ để cái công thức này, nó không thực hiện kết quả đó. tại vì sao? Ạ? lúc này nó sẽ là gì? nó cứ hiện tất cả công thức nào mà có thay vì là, là hiện kết quả đó. bây giờ để khắc phục thì các bạn lại ấn cái phím này một lần nữa nhé. các bạn lại ấn Ctrl và cái dấu ngã này đó thì lúc này nó sẽ trở về cái trạng thái bình thường như ban đầu. Đó. thì đấy là cái nội dung thứ tư sang cái thứ năm ấy là cái hàm của các bạn được đặt trong cái dấu ngoặc kép đó tức là mình sẽ kiểm tra cái hàm ví dụ các bạn lại ghi các bạn mở ngoặc kép ra đấy, các bạn bằng ít ít này nếu như mà gì ạ cái này mà đấy các bạn cũng này các bạn tích sẽ không được tại vì sao ạ tại vì cái này nó là tích chứ không phải là là số bởi vì mình để trong cái mở ngoặc kép này, này cho nên tất cả trong cái mở kép này nó sẽ là tích hết đây ví dụ mình ghi là nếu như mà c 5 này C5 tức là các bạn tưởng tượng là ô C5 nhé mà lớn hơn 400 này phải các bạn trả về thì 50 phải ngược lại là trả về 20 đúng không các bạn đóng ngoặc lại đấy các bạn có thể đóng bằng kép này nữa nhà các bạn enter này thì lúc này cái mà các bạn gõ vào bản chất nó sẽ là tách tại vì nó gì ạ cái ô này bắt đầu bằng cái dấu dấu nháy kép ấy, cho nên bản chất nó là một cái chuỗi tách chứ không phải là không phải là một công thức nhé đó thì để sửa cái này thì các bạn phải bỏ cái mở ngoặc kép này ra đó vì nó là công thức cho nên nó không có mở ngoặc kép kia nữa đó thì lúc này nó mới đúng nhé đó. thì các bạn kiểm tra cái công thức của bạn xem có cái dấu bằng không nhé ví dụ mình ăn đu lại đó thì nếu như mà công thức của bạn ấy mà trước đây nó có dấu bằng ấy à, dấu mà ngoặc kép ấy thì gì ạ? các bạn sẽ xóa nó đi nhé đó thì như vậy nó mới đúng được đây thừa cái ngoặc kép ở dưới các bạn enter này. đó thì lúc này nó mới đúng sang cái nội dung thứ sáu ấy là các bạn xem cái khoảng trống trong cái công thức đó thì bình thường nhá nếu như mà các bạn bằng ít đúng không bằng ít như này thì ok nhưng mà trong cái công thức mà các bạn lại có khoảng trắng tức là các bạn ấn dấu cách ra các bạn ấn dấu cách rồi các bạn mới gói phím bằng ấy thì lúc này gì ạ lúc này nó là tích chứ không phải là diện nó là không phải là công thức nữa bởi vì trước khi mà các bạn dùng cái dấu bằng ấy thì nó có một cái khoảng trắng ở đây rồi các bạn ấn dấu cách cho rồi cho lên là diện nó sẽ không phải là là công thức nữa đúng không đó đây, hoặc là các bạn ví dụ bằng xăm nhé xăm của gì ạ? các bạn chọn ô này cũng không được cơ, tại vì nó là xăm rồi ví dụ 1,2,3 chẳng hạn, các bạn enter này, đấy, thì nó vẫn là cái công thức này thôi, tại vì sao ạ? bởi vì cái công thức này nó có cái khoảng trắng ở phía trước cái hàm xăm này, cho nên là diện đây không phải là công thức nữa mà nó là tách đó, thì các bạn phải bỏ cái khoảng trắng phía trước này đi, đó, các bạn bỏ cái khoảng trắng này đi, thì lúc này nó mới là công thức nha, đó, thì đấy là cái lý do thứ sáu mà cái công thức của các bạn nó không hoạt động. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nha. Xin chào và hẹn gặp lại.